Cước phí taxi ở Sài Gòn đắt gần gấp đôi ở Singapore, tin từ Sài Gòn. So với Singapore, một trong những thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới, thì giá cước phí taxi tại Hà Nội đang có mức chênh lệch cao nhất gần 80%. Đó là bài toán về sự vô lý trong giá cước phí vận tải tại Việt Nam, vừa được ông Nguyễn Tiến Thỏa, là Phó Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, công bố tại buổi tọa đàm Giá cước vận tải và quyền lợi của người tiêu dùng diễn ra vào chiều ngày 8 tháng 9 vừa qua tại Sài Gòn. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vinastas, người tiêu dùng Việt Nam đang phải chịu thiệt hại không nhỏ từ mức cước vận tải quá cao. Một trong nhiều yếu tố đưa đến sự thiệt hại này là việc doanh nghiệp không chịu giảm giá cước phí vận tải, mặc dù giá xăng dầu, yếu tố cấu thành quan trọng trong giá cước vận tải giảm 5 lần liên tiếp trong 3 tháng vừa qua. Cũng theo ông Hùng thì nghịch lý tăng nhanh, giảm chậm ở thị trường này lặp đi lặp lại suốt 5 năm qua. Với hàng triệu người sử dụng dịch vụ vận tải thì số tiền thiệt hại về phía người tiêu dùng và số tiền lợi nhuận về phía người kinh doanh không nhỏ. Từ thực tế trên, buổi tọa đàm tập trung phân tích nguyên nhân của tình trạng nêu giá cước phí vận tải, đề xuất các biện pháp giúp giảm giá cước phí nhằm mục đích là hỗ trợ các cơ quan nhà nước hoàn thiện các công cụ chính sách bảo đảm sự lành mạnh của thị trường. Theo ý kiến của các chuyên gia, bên cạnh các biện pháp hành chính đang thực hiện như kê khai giá cước vận tải, nhà nước cần có cách để tiếp cận mang tính thị trường. Việt Nam cần tạo ra một thị trường vận tải mở với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hay loại hình vận tải mới, bởi kinh nghiệm quốc tế cho thấy là liều thuốc cạnh tranh mới là giải pháp triệt để nhằm để giảm giá cước phí vận tải.